Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 1. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại quân khu. Bộ Tổng tham mưu kiểm tra kết quả huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2024. Quan tâm huấn luyện lực lượng tự vệ các sở ngành tỉnh Bắc Cạn năm 2024. Thưa quý vị và các đồng chí, trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024 tại quân khu. Đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang các nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Đoàn công tác đánh giá quân khu 1 đã quán triệt triển khai kịp thời, hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ về tầm quan trọng của cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Công tác kiểm tra hành chính được duy trì thực hiện có nền nếp, hệ thống quản lý chất lượng ISO đảm bảo, thực hiện tốt các giải pháp an toàn thông tin theo quy định và triển khai các ứng dụng chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng đến 22 trên 22 đầu mối trực thuộc. Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Quân khu 1 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, tránh chồng chéo trong quy phạm pháp luật. Sáng 12 tháng 6, đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2024 tại Lữ đoàn Phòng không 210. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu. Đoàn công tác đã kiểm tra phúc tra trên 4 mặt công tác: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Qua kiểm tra đánh giá, đơn vị đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương, công tác quân sự quốc phòng năm 2024 của Tổng tham mưu trưởng và hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên, hệ thống văn kiện, kế hoạch huấn luyện, kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đầy đủ, giáo án huấn luyện chuyên ngành đúng quy định. Đơn vị làm tốt công tác quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ thị về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm túc, có nền nếp và hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ, đảm bảo tốt công tác hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất. Đoàn kiểm tra yêu cầu Lữ đoàn 210 tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt hạn chế đoàn công tác chỉ ra, duy trì nghiêm nền nếp công tác huấn luyện, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, kịp thời xử trí khi có tình huống. Sáng 19 tháng 6, Sư đoàn 346 tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Đây là đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở được quân khu lựa chọn làm trước, rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong toàn quân khu. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu dự và phát biểu chỉ đạo. 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn 346 phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức thi đua có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Đơn vị có nền nếp chính quy, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân chặt chẽ. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong sư đoàn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua khen thưởng, gắn công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, chú trọng xây dựng các mô hình mới, phát hiện cách làm hay, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời để tuyên truyền nhân rộng trên toàn quân khu. Nhân dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 346 đã khen thưởng 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Sáng 19 tháng 6, ngay sau khi nhận được thông tin 4 người tử vong do sạt lở đất tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nậm, tỉnh Bắc Cạn, Bộ Tư lệnh Quân khu đã cử đoàn công tác do Đại tá Dương Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn,
đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân. Theo thông tin từ lãnh đạo xã Nghiên Loan, Bắc Nậm, Bắc Cạn cho biết, do mưa lớn kéo dài vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2024 tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm 4 người dân tộc Mông trong gia đình ông Nông Văn Trạ tử nạn. Cháu Nông Thị Sản, sinh năm 2007, may mắn thoát nạn. Vụ sạt lở khiến toàn bộ ngôi nhà gỗ 4 gian, diện tích 100m² bị vùi lấp hoàn toàn. Tại gia đình nạn nhân, đoàn công tác quân khu đã thăm hỏi, động viên và trao số tiền trị giá 40 triệu đồng trích từ quỹ vì người nghèo, quân khu tới gia đình nạn nhân. Chia sẻ những mất mát, đau thương, đoàn công tác mong muốn gia đình nạn nhân sớm ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, huyện Bắc Nậm, huy động lực lượng vũ trang huyện cùng lực lượng dân quân tại chỗ có mặt hiện trường, khẩn trương khắc phục hậu quả. Thưa quý vị và các đồng chí, cùng với việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn luôn chú trọng công tác huấn luyện tự vệ tại chỗ. Để công tác huấn luyện năm 2024 đạt kết quả cao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2024, triển khai công tác tập huấn cán bộ trước huấn luyện. Cơ sở vật chất, mô hình học vụ huấn luyện được chuẩn bị đầy đủ, thao trường, bãi tập được củng cố, bảo đảm chất lượng tốt nhất. Xác định lực lượng dân quân tự vệ là một bộ phận quan trọng, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố và các Ban Chỉ huy Quân sự tự vệ thuộc tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, bảo đảm cho công tác huấn luyện theo đúng quy định. Với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, công tác huấn luyện dân quân tự vệ được đổi mới về nội dung, huấn luyện sát với thực tế, vận dụng sáng tạo giữa lý thuyết với thực hành, giữa kỹ thuật với chiến thuật. Đồng thời, chương trình kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện được chuẩn bị cụ thể cho từng đối tượng. Đội ngũ giáo viên coi trọng phương pháp huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu trên tất cả các nội dung, đặc biệt là điều lệnh đội ngũ, bắn súng tiểu liên AK bài 1, bài 2, ném lựu đạn xa trúng đích, tổ dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn. Với phương thức huấn luyện đến đâu, nắm chắc đến đó, xoay vòng, đổi tập và có tổ chức kiểm tra cuốn chiếu. Cái thời gian huấn luyện đối tượng tự dân quân, đối tượng tự vệ này thì là chỉ có 7 ngày, nó ngắn. Cho nên là ngay từ đầu chúng tôi cũng xác định là huấn luyện làm sao phải lấy thực hành làm chính. Đấy, bám sát cái phương châm huấn luyện của năm, lấy thực hành làm chính để sau khi huấn luyện xong, mục đích cuối cùng chúng ta đạt được là các đồng chí tự vệ của chúng ta là phải sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị có trong biên chế. Nhờ nâng cao ý thức trong huấn luyện, cán bộ chiến sĩ tự vệ đều tự giác học tập, nghiên cứu, nắm bắt kịp thời, chính xác từng yếu lĩnh, động tác huấn luyện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Các cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện rất là nhiệt tình, khắc phục một khó khăn để huấn luyện tốt, đạt kết quả cao, góp phần vào cái việc giữ gìn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan đơn vị được an toàn tuyệt đối. Sau thời gian huấn luyện nghiêm túc, qua kiểm tra đánh giá đối với từng cá nhân và phân đội, kết quả 100% đạt yêu cầu trở lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đây sẽ là hành trang để mỗi cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ tỉnh Bắc Cạn ngày càng nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh chính trị, khả năng ứng phó, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan đơn vị khi có tình huống xảy ra. Với sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sự chủ động sáng tạo, các cơ quan đơn vị cùng với sự nỗ lực cố gắng của từng cán bộ chiến sĩ, tin tưởng rằng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2024. Chương trình truyền hình Quân khu 1 hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí, các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.